6 kiểu phong thủy luôn vừa mắt thần tài. Bạn đang nghe chương trình radio của Lịch Ngày Tốt, hãy luôn ủng hộ Lịch Ngày Tốt bằng cách theo dõi kênh hoặc truy cập vào website lịchngaytot.com. Chúc các bạn luôn vui vẻ và may mắn. Sau đây, Lịch Ngày Tốt sẽ chia sẻ 6 cách bài trí phong thủy giúp thần tài ghé thăm, đem lại tài lộc cho gia chủ. 1. Mở cửa là vào phòng khách. Phòng khách là nơi đón tiếp khách khứa của gia chủ, vì vậy trong bố cục phong thủy truyền thống, cửa lớn rồi tới phòng khách, phòng ngủ và cuối cùng mới là nhà bếp. Nếu không, bố cục trong ngoài không được rõ ràng, khiến cuộc sống thiếu riêng tư, cũng dễ dàng đẩy gia chủ chệch khỏi quỹ đạo nghề nghiệp hay thường xuyên sai sót. 2. Phòng khách sạch sẽ chỉnh tề. Phòng khách đại diện cho cả căn nhà giao lưu với thế giới bên ngoài nên luôn phải sạch sẽ gọn gàng, tránh để bừa bộn nhiều rác. Nếu đèn bị hỏng phải nhanh chóng thay mới thì mới ngưng tụ được chí hướng đồng lòng của mọi người trong nhà, từ đó tăng cường tài phúc. 3. Ánh sáng đầy đủ. Phong thủy nhận định khách sáng thất tối, có nghĩa phòng khách luôn phải có ánh sáng đầy đủ, không khí lưu thông, như vậy vận khí của gia chủ mới được nâng cao. 4. Đồ nội thất gọn gàng ngay ngắn. Những đồ nội thất để trang trí như tủ rượu, kệ bàn đều phải được đặt sát tường, ngoài ra bàn ghế phải được đặt đối diện với cửa lớn hoặc tivi, tránh đặt quay lưng lại. Nếu những đồ vật này đặt quay lưng lại thì sẽ ảnh hưởng tới các mối quan hệ của chủ nhà hay tiểu nhân thị phi hoành hành. 5. Sàn nhà kiên cố. Sàn nhà phòng khách nhất định phải thật chắc chắn vì nền nhà được ví như nền móng của gia chủ. Một khi nó bị hỏng, lồi lõm thì sẽ khiến cả căn nhà lung lay. Ngoài ra, với những gia đình lát gạch hoặc đá có cảm giác nền lạnh lẽo thì nên dùng thảm để hóa giải. 6. Ít bể cá. Bonsai và bể cá cảnh có tác dụng hưng vận tài lộc trong phong thủy, tuy nhiên bạn đừng lạm dụng nó. Nhà có quá nhiều những vận dụng này chỉ khiến căn nhà ẩm ướt, âm khí nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe. Các bạn thấy đấy, những cách bài trí tưởng chừng đơn giản lại giúp ích rất nhiều cho việc đón tài lộc của gia chủ. Các bạn hãy sắp xếp lại đồ vật trong nhà để được thần tài gõ cửa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.